biết đường Liên Xô luôn. Chạy này chạy qua cái nhà có anh hai rồi, không biết. Anh Tám nào cũng với anh Đa chứ không á. Anh Tám nào cũng với anh Đa được chứ. Tự lên lắm. Dạ, anh Đa chưa tự. 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 Ai nấu cho bà ăn? Tối ai nấu cho bác cơm? Cơm mà tối ai nấu? Còn anh ấy thì nấu cho nó có bữa nhìn lên nhà nó người ăn. Cá nó canh không đồ để lên nhà nó đi. Để nấu xong nó để rồi bác ăn ăn. Để nó ăn mấy em. Bây giờ nó bán anh đi rồi. Thì con ba bên khổ chút, con về luôn. Rồi. Không, bác nghĩ rồi em. Dạ. Giờ là... Sao không chịu xiên à? Không xiên này. Có xiên không? Dạ, sáng là mình tập ở giải tập chục cái đàn. Mấy đàn miếu cái ngàn, đấu ngầu, sao ngầu. Ngầu mấy rung cái này. Xuống kia là có mấy tự động tập, mấy đàn tập nhà tập. Rồi ừ, chị nó cho Hoàng Quý chứng não đủ không anh? Có, anh cũng nhau, chú bác. Chứng não đủ rồi. Cháu có nói chuyện khơ khơ được.
mỗi ngày làm chút, làm chút, làm chút, ví dụ làm 2-3 lần ngày trong một ngày vậy đó. Nó thành thói quen. Hả? 65 tuổi rồi. 65 là tuổi tại Giang. À. Khi này tuổi tại. Tuổi tại. Hả? Con nó bốc lãnh. Bốc lãnh rồi, con có cháu hoại luôn rồi mà. Có đi Mỹ đâu. Theo đi Mỹ hả? Theo bây giờ á. Theo bây giờ hả? Con trai có vợ chưa? Trai chưa có. Trai chưa có hả? Trai chưa có làm gì? Trai thám nghiệp chứ làm. Dạ. Gặp làm hồ hôn, để nó nhậu chỗ cái hồ gì đó. Gặp khách sạn đó lại gặp. Gặp đường cái đó, gặp nhà đâu, nó nhậu gì ngang, nó đi ngang, nó kêu. Đi ngang nó kêu. Nhớ 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 kêu. Nhưng mà tẩm ngầm, kêu nhớ. Đại sản tấm mình bạn. Nhớ làm gì đó. Có đứa nào ở đây chú không? Ở đây chú kiếm có đứa nào không? Ở đây có ai? Mấy đứa con có ai? Con lãnh rồi, con có cháu hoại luôn rồi mà. Có đi Mỹ đâu? Theo đi Mỹ hả? Theo bây giờ á. Theo bây giờ hả? Con trai có vợ chưa? Trai chưa có. Trai chưa có hả? Dạ. Trai chưa làm gì? Trai thám nghiệp chứ làm. Con lãnh rồi, con có cháu hoại luôn rồi mà. Có đi Mỹ đâu? Theo đi Mỹ hả? Theo bây giờ á. Theo bây giờ hả? Con trai có vợ chưa? Trai chưa có. Trai chưa có hả? Dạ. Trai chưa làm gì? Trai thám nghiệp chứ làm. Mọi áp lực đang đè nặng đều được chút bỏ. Thật nhẹ nhõm và chúng tôi bắt đầu từ ra nỗ lực của họ trong suốt mùa giải. Mà thắng lợi của chúng tôi đưa hai đội đưa vào trận đấu lại.